Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin buổi tối ngày 16 tháng 8 gồm các tin sau đây. Tiết lộ của Edward Snowden cho thấy cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nhiều lần vượt quá quyền hạn. Một ông gốc Việt ở Lido, Sài Gòn nhận tội trước tòa án liên bang về việc bán 5 ký thuốc lắc. Và sau cùng, một tin thật xúc động. Thưa quý khán giả, một nhóm phụ huynh tại Lido, Sài Gòn của chúng ta thành lập hội CMCF để cùng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đồng hương đi tìm những đứa con thất lạc trong khi vượt biên cách đây 20 năm, 30 năm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các tiết lộ của Edward Snowden cho thấy cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ từng nhiều lần vượt quá quyền hạn kể từ năm 2011. Theo tiết lộ của Snowden, cơ quan NSA vi phạm gần 3.000 lần liên quan đến luật riêng tư hay án lệnh của tòa. Hầu hết các vi phạm này liên quan đến việc thu thập dữ kiện đối với người dân hoặc nghe lén các mục tiêu tình báo ngoại quốc trên đất Mỹ. Trong số này thì có hơn 1.000 trường hợp liên quan đến việc nghe lén cell phone của người ngoại quốc vào đất Hoa Kỳ. Những vụ nghe lén này đúng ra phải có trác của tòa. Các trường hợp vi phạm khác phần lớn là do nhầm lẫn về đánh máy hoặc kỹ thuật, và những nhầm lẫn này đưa đến việc thu thập thông tin của người dân Mỹ mà không được phép cho trước. Một ông gốc Việt ở Lido, Sài Gòn tên là Thanh Van Trang nhận tội trước tòa án liên bang về việc bán 5 ký thuốc lắc. Ông Van bị cơ quan bài trừ ma túy liên bang Hoa Kỳ phát giác và bắt giữ tại Costa Mesa trong tháng này. Các cuộc điện đàm thu âm được cho thấy ông khoe sẽ nhận 18 ký thuốc lắc gửi từ Bắc California và ông tính bán 5 ký cho một người khác. Ông Van không hề biết người này là mật báo viên của cảnh sát. Ông Van sinh năm 1972, sẽ bị tù tối đa là 20 năm, bị phạt tối đa là 1 triệu Mỹ Kim và có thể bị giám sát suốt đời. Thưa quý vị, hai câu chuyện hy hữu và đầy xúc động của hai ông Ngô Văn Việt và Trương Văn Hào là một phần lý do đưa đến việc thành lập hội từ thiện CMCF, hội những đứa trẻ Đông Nam Á bị mất tích. Nhưng phần còn lại của lý do ấy cũng là phần rất quan trọng của câu chuyện đến từ ông Tăng Bảo Cang, một cư dân của Lido, Sài Gòn, California. Hai ông Việt và Hào, người đã bỏ ra hơn 10 năm, miệt mài hơn 30 năm đi tìm những đứa con thất lạc trong những lần vượt biên tìm tự do. Có lẽ họ là những người cha hạnh phúc nhất cuộc đời này khi tìm thấy con mình nay đã trưởng thành trên đất Thái Lan. Ông Tăng Bảo Cang chưa may mắn như hai ông bố đồng cảnh ngộ, nhưng ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trong một lần nói chuyện với phóng viên Nhật báo Người Việt, ông Ngô Văn Việt từng tâm sự, xin trích nguyên văn. Đó là khi câu chuyện tôi tìm thấy đứa con trai của mình sau 32 năm thất lạc được đăng báo, có rất nhiều đồng hương gọi đến để nhờ giúp đỡ, chỉ dẫn cách đi tìm con. Tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa mà cần phải tìm cách gì đó để giúp đỡ lại cho những người cùng cảnh ngộ với mình. Chính từ suy nghĩ ấy mà ông Việt đã cùng với ông Trương Văn Hào và ông Tăng Bảo Cang quyết định thành lập hội từ thiện mang tên Hội Những Đứa Trẻ Đông Nam Á Bị Mất Tích. Dù chưa có diễm phúc như ông Việt, ông Hào, nhưng ông Cang vẫn có niềm tin mãnh liệt. Ông nói con gái tôi vẫn còn sống và sẽ trở về. Hội từ thiện CMCF sẽ ra mắt đồng hương vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 25 tháng 8 năm 2013 tại Hội trường Nhật báo Người Việt. Trong dịp này, các ông Trương Văn Hào, Ngô Văn Việt và Tăng Bảo Cang sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời cùng giúp những bậc cha mẹ khác trong hành trình đi tìm con thất lạc của những giai đoạn vượt biên. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với ông Tăng Bảo Cang ở số điện thoại 714-448-4241, ông Việt Ngô ở số 818-442-8168 hoặc số miễn phí 888-837-2729. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày 16 tháng 8. Ngọc Lan xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất.
Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.